Em xin chào các anh, em tiếp tục em lên cho các bác thêm một cái con giải mã đời hết số của đời N các bác nhé. Cái con này thì nó là dòng N thì đời nó sẽ rất cao, cao hơn dòng X, cao hơn dòng GXTV các bác nhé. Đây là dòng con kiểu FR N9, đời cao nhất của đời N, số trơn. Đấy. Hàng về thì hình thức còn cực kỳ đẹp. Và những con này những con hàng bên em đấu mạng về nên là nó sẽ, các bác có thể thấy là nó rất là đẹp này. Đó, cực kỳ đẹp luôn các anh nhé. À, không có xuất sắc mấy luôn, gần như là không có luôn. FR N9 à, máy sản xuất đến năm 2005 à, với công suất máy là 56W điện 100V, hàng một hàng sản xuất tại Nhật luôn. Nếu mình ra bình này à, mình ở đằng sau mình có thể kết nối với các cái đường dây AV ở đằng sau để mình kết nối thoại máy tính nghe nhạc, là đường NAIN, tiếp in CRIN. Có đường quang in để kết nối làm giải mã quang AV qua các cái đường out, đường CR out và đường tiếp out nhé. Mình cắm dây quang vào đây chuyển đường quang sang chuyển đường input sang đường quang và out tín hiệu từ đường CR out này. Tiếp out mình đưa xuống âm đi to để mình làm giải mã quang AV được các bác nhé. Đấy thì tại sao lại cần những con này làm giải mã quang AV là bởi vì là trên một số các cái dòng âm đi bãi của chúng ta thì nó không có đường quang để mình kết nối với TV Smart. Mà trên các dòng TV Smart mới hiện nay thì nó lại có các cái đường quang out, là những cái đường mà nghe nhạc rất là hay ở trên TV. Và chúng ta nếu không tận dụng được cái đường đó thì rất là phí. Thì để kết nối được xuống với cả TV thì thông thường sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là dùng cái bao diêm giải mã quang AV. Nó bằng khoảng bàn tay như này, mua khoảng mấy trăm nghìn. Đấy. Kết nối vào để nghe nhạc. Đấy thì tiếng con đó cũng được, tuy nhiên thì là nó sẽ không sạch tiếng cho lắm. Còn sử dụng những con máy này thì tiếng sẽ sạch hơn, đồng thời là mình có thể là sử dụng thêm các cái chức năng khác của nó, ví dụ kết nối điện thoại máy tính, hoặc là mình có thể là ghép thêm một cái con loa bass khoảng 13, 14, 16 đổ về mình nghe nhạc thay loa TV rất là hay. Đó. Hiện tại em bán đây là bán cục máy không, bác nào mà đang có nhu cầu mua con máy này thì alo em nhé. Đấy. Con máy này thì đấy, như các bác thấy em đang test là đường quang đang chạy bình thường này. Từ khi vào lính rồi, lánh xa cuộc vui ngày nào toàn câu gian dối. Có đường điện thoại đây. Máy này thì em sẽ test thêm cỏ CD cho các bác xem là có đọc không. Em nhớ con này em test là có đọc đĩa. Thì có một vài bác khách hỏi những cái con máy giải mã mà có thể đọc được đĩa nữa. Để về các bác đấy có thể làm đầu CD, đầu câm luôn. Tức là ngoài chơi đường quang, các anh có thể là cho đĩa vào đây. Mình phát nhạc từ cái đầu đĩa của cái máy đưa xuống dưới âm đi. Để mình nghe nhạc từ CD ra. Để tận dụng cái... đầu đĩa CD để mình nghe nhạc từ các cái đĩa cho đỡ phí thì mình lấy con này nhé. Đây, nhắm mắt, em lưu ý là cái CD này em test thêm chứ em không bao chạy CD nhé. Về dùng một đến khi nào mà đĩa nó mình bây giờ nó đang chạy thì các bác về các bác dùng thôi. Dùng các cái đĩa xịn vào đây thì mình nghe nhạc cho nó hay. Đấy, còn dùng đến khi nào nó đĩa nó không đọc nữa thì các bác có thể là mang thay mắt sau, chứ còn hiện tại mắt zin của vẫn đang đọc bình thường đây nhá. Cái mắt này thì em cũng xin nói luôn rằng là nó là những cái linh kiện tiêu hao và sau một thời gian sử dụng các cái laser của cái mắt nào nó mắt laser mà thì chùm tia laser nó sẽ yếu dần và sẽ đến một ngày nhất định thì là cái mắt nó sẽ không đủ laser để nó đọc đĩa nữa, thì lúc đó thì phải thay mắt nhá. Còn hiện tại mắt gì vẫn đang đọc thì cứ dùng thôi. Ok đó. Đấy, đĩa chạy này. Đấy, cổng quang chạy, cổng điện thoại chạy. Bác nào mà đang cần nhu cầu lấy những con giải mã mà chạy được cả đĩa CD, đời cao, tiếng hay thì các bác lấy con N9 này thì em khẳng định luôn là tiếng rất là hay. Đời của nó cao và sử dụng công nghệ là DNA-02, là một cái công nghệ mà giải mã rất là mới hiện nay của Onkyo, và nó cho cái âm thanh đường quang rất là sạch và trong.
Thì con FLN9 này thì là giá của nó sẽ là đi 2.250.000. Anh nào đang có nhu cầu mua con máy này alo em nhé. Số điện thoại liên hệ là 0979891682 hoặc là 0966594581 và địa chỉ cửa hàng tại số 57A Phố Nguyễn Hoàng, phường Vĩ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Các anh có thể đến trực tiếp cửa hàng để mua hàng nhé. Xin chào các anh.